Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Của kênh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Bạn có quyền kiểm soát chính bản thân mình, nhưng có rất ít khả năng kiểm soát mọi người hoặc tình huống. Mỗi linh hồn đều có con đường độc nhất của nó, và bạn không phải là người ra lệnh cho nó. Đưa ra lời khuyên hoặc hướng dẫn một cách từ bi là con đường để đi. Linh hồn của bạn cũng vậy, có một con đường và bạn sở hữu sức mạnh để điều khiển nó. Nhưng bạn phải từ bỏ ảo tưởng rằng bạn có quyền kiểm soát đối với một con đường khác. Hãy nhớ rằng đây là một quá trình, và theo thời gian, cái tôi của bạn sẽ trỗi dậy và yêu cầu mọi thứ phải theo cách mà chúng phải như vậy. Bạn có thể hình dung một khinh khí cầu được chất đầy những thứ mà bạn nghĩ mình cần điều khiển, và để chúng bay đi trong khinh khí cầu. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng khi bạn giải phóng năng lượng kiểm soát và đầu hàng, vũ trụ sẽ hiện thực hóa những gì cần thiết cho sự phát triển tâm hồn cao nhất của bạn. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy gắn nó với một mục tiêu, không phải cho con người hay sự vật. Đôi khi lúc tuyệt vọng nhất, bạn lại tỏa sáng nhất, bởi vì trong những khoảnh khắc này, bạn đã đến điểm đầu hàng. Điều này xảy ra khi bạn nhận ra rằng bất cứ điều gì bạn đang chống lại là quá lớn để đối mặt một mình. Khi bạn đầu hàng, bạn không còn cảm thấy bất lực nữa. Bạn đang đón nhận sự thật này từ một quan điểm được trao quyền, chứ không phải là một nạn nhân. Đó là lúc bạn có ý thức thu hút sức mạnh lớn nhất. Tình yêu là sức mạnh di chuyển toàn bộ vũ trụ. Để đạt được tình yêu, điều quan trọng là phải bắt đầu và cách tình yêu hoạt động. Tình yêu là duyên, tình yêu là sự giúp đỡ, tình yêu là sự quan tâm và chia sẻ. Tình yêu là kỷ luật khi hành vi phá hoại phát sinh. Tình yêu là sự bao dung và yêu thương. Nó còn hơn cả cảm xúc, và nó luôn ở đó. Nếu bạn chạm vào nó, trở thành người có ảnh hưởng yêu thương đến tất cả những người mà bạn gặp. Bằng cách ưu tiên tình yêu trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ thu hút nhiều hơn tình yêu cho mình từ vũ trụ. Thực hành điều này và quan sát cuộc sống của bạn được sắp xếp mà không có bất kỳ sự kiểm soát nào từ bạn, chỉ có những ý định yêu thương. Giải phóng những gì bạn không thể nắm giữ. Hầu hết chúng ta đều sống trong trạng thái phản ứng. Cảm giác kiểm soát của bạn liên quan đến mức độ xử lý mọi thứ mà bạn nghĩ rằng bạn có. Sự giác ngộ sẽ xuất hiện sau khi bạn giải phóng cảm giác kiểm soát này. Bạn thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra trong 5 phút tới của cuộc đời mình. Là một phần của quá trình phát triển, hãy cố gắng học cách thư giãn và buông bỏ sự kiểm soát của bạn. Mặc dù bạn có thể kiểm soát bản thân ở một số cấp độ, nhưng cuộc sống của bạn thì nằm ngoài khả năng. Cho phép bản thân trải nghiệm với sự ngạc nhiên, để bản thân hoang mang trước những điều chưa biết. Bạn có thể thấy rằng điều chưa biết có lợi hơn là bạn nắm chặt cuộc sống. Bạn đã biết những gì bạn biết, tại sao không trải nghiệm điều gì đó mới mẻ và có khả năng mang lại lợi ích cho bạn. Hãy nhìn xem thiên nhiên, quan sát vẻ đẹp và sự đồng bộ của tất cả. Toàn bộ vũ trụ này đã mang đến cho bạn trải nghiệm. Lực này luôn ở trong và xung quanh bạn, bởi vì bạn cũng là một phần của vũ trụ này. Cố gắng xem bản thân là một phần của vũ trụ, thay vì chỉ như một người quan sát bên ngoài. Khi bạn bày tỏ lòng biết ơn, thế giới sẽ tự nhiên dịu lại và tươi sáng hơn đối với bạn. Có điều gì đó mạnh mẽ về việc thực sự biết ơn vũ trụ. Khi điều này được hướng vào bên trong, nó có thể trở nên siêu việt. Hãy biết ơn vì những ân sủng nhỏ đã xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Đây là những dấu hiệu cho thấy bạn được hỗ trợ. Bạn càng thể hiện lòng biết ơn, cuộc sống của bạn càng mở rộng mối quan hệ với vũ trụ, và lòng tin sẽ phát triển. Nhận thức về suy nghĩ của bạn là quan trọng
đối với tất cả các phương pháp tự phát triển. Bạn càng lắng nghe tâm trí của chính mình, bạn sẽ càng nhận ra vai trò của nó trong cuộc sống của bạn. Nhiều cạm bẫy của cuộc đời chúng ta cũng bắt đầu từ đó. Khi bạn học cách tin tưởng và hợp tác với vũ trụ, bạn phải vượt qua những giới hạn bên trong này. Thiền định đặc biệt hữu ích để nâng cao nhận thức về bản thân của bạn. Khi thực hành thiền định của bạn phát triển, bạn có thể nhận thấy bản chất nghịch hành của các ý nghĩ. Bằng cách tự mình xóa bỏ những suy nghĩ tiêu cực này, tự nhiên bạn sẽ bắt đầu tin tưởng hơn. Điều này xuất phát từ nhận thức rằng nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của bạn được tổ chức và tận hưởng thông qua một lực lượng lớn hơn bạn. Chứng kiến tâm trí bạn và biết ơn vì những gì mà bạn trải nghiệm. Hãy bỏ qua các chi tiết, tập trung vào quá trình phát triển và vũ trụ sẽ lo phần còn lại. Hãy lắng nghe trực giác của bạn. Trực giác của bạn là một hệ thống hướng dẫn bên trong cho cuộc sống của bạn. Vì nó đến từ một phần cao hơn, tinh tế hơn trong ý thức của bạn, nên nó thường bị bỏ qua, không nghe thấy hoặc bị hiểu sai. Phần này của con người bạn được tìm thấy trong sự tĩnh lặng của thiền định và giấc ngủ sâu. Trong khi tỉnh táo, bạn có thể nghe thấy nó trong không gian yên tĩnh của tâm trí hoặc trong những khoảnh khắc nhận thức ngắn. Sự hướng dẫn này đến từ bên trong linh hồn và được liên kết trực tiếp với phần còn lại của vũ trụ. Hãy lắng nghe nó, giống như tâm trí của bạn thông thạo trong việc điều động các nhiệm vụ của bạn, thì tâm hồn cũng có thể điều hướng các mặt phẳng cao hơn, quan trọng hơn của cuộc sống. Đây là cuộc trò chuyện bên trong, dẫn đến việc sống một cuộc sống của sự tin tưởng và tình yêu phổ quát. Mỗi người đều từng trải qua một số loại đau khổ. Đôi khi, bạn có thể có xu hướng tập trung nhiều hơn vào những điều tiêu cực hơn là sự tốt lành mà cuộc sống ban tặng cho bạn. Cố gắng tập trung và chú ý đến nhiều điều tiêu cực là điều khiến bạn trở nên khó kiểm soát bên trong. Nếu bạn đang tìm cách xây dựng mối quan hệ tin cậy với vũ trụ, hãy cố gắng dành thời gian tập trung vào việc điều đó tốt như thế nào đối với bạn. Thực hành này không chỉ là lòng biết ơn, nó là sự chuyển hướng của nhận thức. Bất kể bạn có thể gặp phải những khó chịu hay thậm chí là những vấn đề nghiêm trọng thế nào, luôn có yếu tố tích cực đi kèm. Tất cả mọi thứ, từ không khí tràn vào phổi của bạn đến gia đình, công việc, bạn bè của bạn đều có ý nghĩa như một sự ban phước từ vũ trụ. Tất cả các khía cạnh của trải nghiệm cuộc sống của bạn có thể được thỏa mãn và may mắn nếu bạn chọn xem chúng như vậy. Hãy bớt chút thời gian để ý xem ánh nắng chiếu vào không gian sống của bạn đẹp như thế nào. Hãy dành thời gian để cảm nhận trọn vẹn bữa ăn ngon mà bạn có, nhai kỹ và nếm một cách tỉnh táo. Những lần xuất hiện nhỏ và thường không được chú ý này là vũ trụ cho bạn thấy lòng tốt và tình yêu thương. Hãy chú ý đến cách những thứ nhỏ nhặt nhất có thể đi theo ý bạn hoặc rơi vào đúng vị trí chỉ dành cho bạn. Để loại bỏ mối bận tâm về sự kiểm soát của bạn, hãy cho phép bản thân cảm nhận được sự an toàn của các ý định của vũ trụ đối với bạn. Điều chỉnh bản thân để nhận thức này hiển thị nhiều hơn trong cuộc sống của bạn. Nhìn vào những nguyên tắc thống nhất trong cuộc sống của bạn để biết được con người thật của bạn. Xây dựng nhận thức về bản thân như một người đang trải nghiệm. Hãy thực sự quan tâm đến bạn là ai, bạn làm gì, bạn sống như thế nào, sức khỏe, gia đình và công việc của bạn. Điều này không nhằm mục đích thao túng phân tích những phần này trong cuộc sống của bạn. Ý định ở đây là thụ động và học tập. Sự sợ hãi và tìm kiếm sự kiểm soát của bạn nảy sinh từ mối quan tâm về điều chưa biết. Tương tác với thế giới nhiều hơn để bạn cảm thấy thoải mái hơn. Hãy thử nhìn cuộc sống cũng như con người mình từ nhiều góc độ khác nhau và đón nhận tất cả. Hành động mạnh mẽ này có thể mang lại sự hài hòa và tin tưởng vào nhận thức của bạn, đồng thời giải phóng mong muốn kiểm soát mọi thứ của bạn.
Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể tương tác trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage Streamflame 1177 Linh Hồn Song Sinh mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.